Người ở lại chắc đi của đại tá Nguyễn Đình Bạc, như là trung tá tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 12 giải dù, từ trần ngày 12 tháng 4 năm 1972 trên đỉnh đồi chắc đi thuộc tỉnh Kon Tum, một hai trường thuộc trong trận mùa hè đó như 1/12, và ông đã được thăng cấp đại tá sau khi tử trận. Gió mùa đêm Hà Lao thức sâu.